Rừng tràm trà sư sao hằn nắng. Chợ còn khoảng bao lâu này? Này mới nửa đường này. Nửa đường này. Cây tràm là cây này đây hả chị? Những cây cà phê ra. Ok. Chữa lành dữ dằn chưa? Ôi có một bông hoa sen đẹp chưa kìa. Chưa nở. Đi Tràng An Đại Đình cũng là em ơi có mạng đúng Quỳnh bắn hết ảnh xong rồi xóa.